Brand TV xin kính chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Sài Gòn bây giờ là khoảng hơn 12 giờ. Chúng ta đang có mặt ở đây là công trường công xã Paris. Chúng ta đang đứng trước khu nhà thờ Đức Bà. Và trưa nay thì Brand TV mời anh chị và các bạn, chúng ta sẽ xuất phát từ đây, mình sẽ đi một vòng qua bên khu đường Bùi Hữu Nghĩa để thăm lại khu xóm hẻm 280 thể theo lộ cầu của chú anh chị. Mấy bữa bên TV có đi ngang nhưng mà quên cái lộ cầu này. Hôm nay chúng ta lại có dịp quay trở lại đi ngang một khu xóm ven rạch cầu Bông, mà sắp tới đây ở đây sẽ có nhiều sự thay đổi bởi cái dự án làm mới lại khu cầu Bông, rạch cầu Bông, con rạch xuyên tâm. Từ đây tới khu Bùi Hữu Nghĩa thì chắc cũng cỡ 1-2 km gì đó, chắc cỡ 2 km. Chúng ta đi từ nhà thờ Đức Bà, mình đi ra con đường Lê Duẩn cũng như là Thống Nhất ngày xưa, rồi chúng ta sẽ đi thẳng hướng Đinh Tiên Hoàng, rồi quẹo phải con đường Nguyễn Văn Giai, qua cầu Bùi Hữu Nghĩa tới đường Bùi Hữu Nghĩa ha. Ở khu đó thì có một khu xóm ven ven rạch, xóm nhà sàn, nhưng mà xóm đó đang nằm trong cái dự án di dời nên người dân ở đó thì cũng rất là lo lắng. Ở trước mặt chúng ta đó là trung tâm thương mại Diamond. Bây giờ người ta trang trí Noel rồi ha. Vừa qua Halloween cái là chủ đề Noel xuất hiện với những hình ảnh cây thông. Ở đây là con đường Thống Nhất ngày xưa cũng như là con đường Lê Duẩn ngày nay. Chúng ta đi thẳng hướng này rồi tới giao lộ Đinh Tiên Hoàng, mình sẽ quẹo trái. Đi con đường này thì tưởng tượng như anh chị và các bạn đang đi chơi ở trung tâm Sài Gòn. Bây giờ mình đi về khu xóm nè, hẻm 280 thì nãy mình đi xem đâu nó nằm cũng gần cái nhà thờ Gia Định đó, mà mấy bữa đi ngang không có để ý. Hôm nay mình đi và anh chị và các bạn đi vô khu xóm đó để xem ở đó ngày hôm nay như thế nào ha. Ký ức ngày xưa thì chắc có lẽ nhiều của chú anh chị cũng ở trong khu xóm đó thì chắc rất là rành. Những hình ảnh ngày xưa thì mình đi không có rõ lắm, tại khu này cũng lần đầu tiên đi đến. Đi ngang thì cũng nhiều lần nhưng mà đi vô khu xóm đó thì chưa. Với lại mấy bữa mình đi định đi vô khu xóm hẻm ven cái rạch cầu Bông, như là con đường nhỏ nhỏ đó, như con đường nó cũng ngắn đó. Hỏi mà đi vô đó thử thì sao, sẵn đi tới đó rồi đi lòng vòng ở đó luôn. Còn con đường Lê Duẩn thì rất là mát ha, hai bên có hai hàng cây, lại có thêm mấy cái building ở đây nên nắng sáng nắng chiều gì cũng mát hết trơn. Tới đây là giao lộ Đinh Tiên Hoàng, phía bên trái là khu trường Đại học Dược, khoa Dược của Đại học Y Dược. Đây cũng rất là xưa rồi đó. Nếu ta quẹo phải thì sẽ ra bến Bạch Đằng. Ở đây xe cộ lúc nào cũng đông hết trơn.
để chúng ta đi thẳng luôn ha, thẳng tới xíu mình sẽ quẹo phải. Ở Sài Gòn thì có rất là nhiều những khu xóm hẻm, có rất nhiều của chú anh chị xem kênh và ở cũng rải rác nhiều nhiều khu, nhiều quận, nhiều xóm, và cũng có gửi rất nhiều lời yêu cầu của anh chị đến với kênh Vinh Nam TV. Vinh Nam TV cũng rất là hạnh phúc khi mà nhận lại rất là nhiều những lời yêu cầu, nhưng mà cũng nhiều quá Vinh Nam TV cũng tranh thủ sắp xếp có hướng đi ngang thì Vinh Nam TV sẽ gửi bà con bác như hình ảnh trong xóm. Đôi khi có hướng đi ngang mà nhiều khi không nhớ, hoặc là lúc bận quá phải đi lẹ ra cũng không có ghi lại được những hình ảnh. Mỗi ngày Vinh Nam TV đều đọc tin nhắn của rất nhiều của chú anh chị, thả tim nhiều khi thả chưa xuể nữa. Có gì của chú anh chị thông cảm ha. Những bình luận mà hỏi thì nếu mà Vinh Nam TV chưa trả lời kịp, anh chị có thể bình luận lại, copy thả vào cái clip mới đó, Vinh Nam TV có thể thấy và trả lời tiếp tục. Ở con đường Đinh Tiên Hoàng này thì có nhiều quán ăn bên tay phải nè, quán ở trong nhà cũng có, ngoài đường cũng có. Trước ở đây có quán bò né ba ngon nè, bò quanh lửa hồng, bò né công là gì ta, bò ngư sốt hào, sốt bò hào là gì, bò ngư sốt bò hào. Bò hào là con bò với lại con hào á. Là phải qua cái giao lộ Điện Biên Phủ thì mới tới Nguyễn Văn Giai, khu Đa Cao, khu chợ Đa Cao. Ở đây là phường Đa Cao. Đây là chiếc Toyota Sena. Hồi xưa chiếc Sena này xịn lắm, hồi thập niên 90. Hồi đó Vinh Nam TV thấy chiếc xe đó là rất là hiện đại luôn ha. Thập niên 90 có chiếc xe giống như là người ta gọi là chiếc đĩa bay, mà giờ không thấy nữa, nó cũ quá rồi. Đó, cửa lùa một bên. Đó, cửa lùa qua một bên chứ không phải mở. Đó, ít có xe nào có cái kiểu cửa vậy đó, sau này mới có. Mấy bữa mình đi có thắc mắc hai quán này, không biết quán nào có trước, quán nào có sau. Hai quán này không biết sao mà cùng một hiệu 94 mà khác logo. Rồi cũng có nhiều là bình luận chia sẻ. Lâm xin cảm ơn tất cả quý anh chị. Nhiều khi thông tin của hàng quán thì rất nhiều của chú anh chị cũng biết rất là nhiều ha. Có rất nhiều của chú anh chị cũng hay đi ăn, cũng có tâm hồn ăn uống, nên ra quán nào cũng biết, nên chia sẻ cho Vinh Nam TV cũng rất là nhiều. Ở đây chúng ta quẹo phải nè, quẹo phải con đường này mang tên là Nguyễn Văn Giai đây.
Ủa sao tiện xe dữ vậy ta? Xe đông quá trời. Nói đuôi dài 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 luôn. Từ đầu đường tới cuối đường cũng mang dài luôn. À, tới đây là giao lộ Nguyễn Huy Tự. Bên phải là có chùa chùa Ngọc Hoàng. À, ngôi chùa mà Tổng thống Obama đã từng ghé nè. Lâu quá không nghe hoạt động của ông Tổng thống Obama ha. Đó, ông ta xuống dốc cầu này là khu xóm con đường Bùi Hữu Nghĩa với rất là nhiều những tiệm sửa xe đạp ở con đường này. À, khu xóm này có rất là nhiều nhà phải gọi là giải tỏa trắng khi mà cái dự án cải tạo khu rạch Cầu Bông này đi qua nè. À, có những nhà ở rất là đông, người ta sinh sống ở đây từ nhiều năm trước. À, có những hộ, có những gia đình tới, có những ngôi nhà tới mấy chục nhân khẩu luôn, hai ba chục người. Mà không có giấy tờ thì sau khi mà giải tỏa thì không biết họ sẽ đi về đâu, mấy chục người, mấy gia đình. Ngay cả có giấy tờ nhiều khi được bồi thường nhưng mà không biết có đủ tiền để mua một căn nhà ở gần đây nữa hay không. Mà mua một căn như vậy thì không biết có đủ chỗ ở giống như hiện tại hay không. Với số lượng người như hiện tại, người ta cũng rất là lo lắng ha. Rồi đi chỗ khác có được kinh doanh buôn bán để có thu nhập để nuôi sống gia đình giống như hiện tại nữa hay không, hay là phải bôn ba đi tìm công việc mới. À, có nhiều của chú anh chị lớn tuổi rồi đó cũng không có thích nghi kịp với thời buổi như bây giờ. À, có rất là nhiều câu chuyện và rất là nhiều nỗi lo mỗi khi có một dự án đi qua, nhưng mà theo thời gian thì cái gì cũng phải thay đổi thôi. Khi mà cái dự án này đi qua thì cái mỹ quan của khu này nó rất là đẹp ha. Những ngôi nhà còn lại sẽ rất là đắt giá. Ở đây có những ngôi nhà rất là lớn luôn á. Bên cạnh đó thì cũng có những ngôi nhà rất là nhỏ. Chúng ta đi tới xíu là hẻm 280, giờ tới số 230, 34, 36 rồi. 230 mấy rồi. Ở cuối đường là có nhà thờ gia đình. Bữa giờ bên TV đi ngang đây cũng mấy lần rồi đó. Mấy bữa bên TV thấy ở đây có một khu xóm phía bên phải nè. Ủa rồi hẻm 280 đâu ta? Bên trái là 297. Bên phải là 270. Đó, theo những hình ảnh trên bản đồ thì cái hẻm 280 nằm phía bên kia. À, để bên TV xem lại bản đồ có phải vậy không. Rồi bên phải đây là con đường Nguyễn Xuân Ôn. Hẻm 280 này đi vô lòng vòng vô chung cư Mỹ Phước. Ở đó có chùa Linh Quang. Ồ, hẻm 280 này nhiều nhánh quá. Đó, con quẹo vô đây con đường Nguyễn Xuân Ôn
Ủa? Có đường là đường Đống Đa. Đống Đa hả? Ồ, đằng kia có cái đám tang rồi. Rồi tao quay trở lại. Đường này rất là ngắn thôi. Đường này đường cùng. Ở đây M280 bên kia nè. Ở tới đây quẹo phải là đường Nguyễn Xuân Ôn, đi qua cầu Liên Phường. Nó hẻm 280 là trước mặt chúng ta nè. Và bên trái là 280-1. Không biết ngày xưa anh chị ở số nào ha. Thì tới đây vì mới để ý là cái khu này nó có nhiều địa chỉ 280 đến vậy luôn á. Đó, tới đây quẹo trái là vô khu chung cư. Đó, quẹo trái xíu. Đây cũng là 280 luôn nè. 280-29 xuyệt số nhà. Bên trái là số nhà số lẻ. Bên phải là số nhà số chẵn. Hai mấy rồi. Ở đằng kia có cái cổng vô khu chung cư. Cái cổng cũng nhỏ thôi, vừa đủ thôi. Ở chung cư cao cấp 18 tầng thuộc chủ đầu tư là công ty xây dựng số 5 ở Lê Quang Định, Bình Thạnh. Rồi, chúng ta quay trở ra. Ở đây còn nhiều khu xóm nữa nha. Ở đây có quẹo phải thử. Quẹo phải ở đâu đây? Quẹo phải cũng là 280 luôn nè. Nhưng mà 280 này đó, 280 này xuyệt 29. Đó, chị đó vô hẻm mà chị bóp kèn nữa. Họ đang tao quẹo hướng này. Đi tới đằng kia như là đường cùng đúng không? Đây cũng đường cùng luôn. Không, có đường ra, có đường ra. Đây là 280-29. Xuyệt 20. Xuyệt số nhà. Hẻm của hẻm. Của hẻm. Ở ta đây quẹo phải là quay trở ra nè. Đó, còn đi thẳng là vô khu xóm nữa nè. Cái địa chỉ hẻm 280 này thì nó lòng vòng luôn á. Quá trời số 280 luôn. Có lẽ hôm nay là Bolivi đi không hết được cái số 280. Họ vừa quẹo phải vừa quẹo trái nữa, hai ba hướng luôn.
đây là 280/73. À, trước mặt ta có cái miếu Ngũ Hành. À, đúng là sớm này lần đầu tiên của Linh đi luôn nè, đi ngang qua khu chùa Linh Quang. À, đúng là nhờ của chú anh chị mà Linh TV phát hiện ra nhiều cái khu xóm quá trời rộng. Đây hẻm cùng hả ta? À, không, quẹo đường. Này chạy lòng vòng thì được chứ nay mà đi tìm địa chỉ là chắc không quen là rất là khó tìm luôn á. Quá trời số 280 sượt hẻm sượt số nhà. Ở này phải có định vị á. Này mà có địa chỉ xưa, địa chỉ nay nữa thì chắc rất là khó. Đó, thôi chúng ta quay trở ra nha. Nhà cửa ở đây thì rất là đẹp ha. Bên cạnh những nhà xưa thì cũng còn có những khu xóm hẻm, rồi có những nhà mới xây, những hẻm mà rất là nhỏ. Hôm nay vì nãy giờ đi chắc cũng cỡ phân nửa khu xóm à. Này Huy vô khu xóm không có nhu cầu gì, chạy vòng người ta để ý, người ta nhìn thấy ngại. Đó, quẹo trái là lên cầu Liên Phường, đi qua bên kia là khu xóm hẻm Điện Biên Phủ. Thôi chắc cái video clip ngày hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Vài ảnh lòng vòng khu xóm chia sẻ tất cả các chú anh chị, hy vọng Linh TV cũng mang Sài Gòn đến gần hơn với tất cả các chú anh chị và các bạn. Một lần nữa Linh TV xin chân thành cảm ơn và kính chúc tất cả các chú anh chị lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bây giờ thì hẹn gặp lại trong những video clip lần sau.